Hòa Minzy nói Văn Toàn ấm áp, hiền lành nhưng chỉ là bạn tốt. Nữ ca sĩ Hòa Minzy gửi lời chúc tới Văn Toàn nhân dịp sinh nhật 28 tuổi và khẳng định cô với tiền đạo Nam Định chỉ là những người bạn tốt. Hòa Minzy là một trong những người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tiền đạo câu lạc bộ Nam Định. Đêm ngày 11 tháng 4, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đăng tải bức tâm thư để giải bày về mối quan hệ với Văn Toàn, đồng thời chúc anh tỏa sáng trên sân cỏ và hạnh phúc trong cuộc sống. Hòa Minzy cho biết cô biết Văn Toàn từ 10 năm trước, là cầu thủ bóng đá đầu tiên cô quen. Trong mắt giọng ca bật tình yêu lên, Văn Toàn là người đàn ông tốt, hiền lành, ấm áp, luôn có mặt mỗi khi cô cần giúp đỡ. Tuy nhiên, Hòa Minzy khẳng định cô và Văn Toàn chỉ là những người bạn tốt.